Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, trước tình trạng lây lan ngày càng nhanh của bệnh đậu mùa khỉ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu. Ngoài các quốc gia châu Phi, hàng loạt các quốc gia châu Á cũng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh này. Mới đây, Bộ Y tế Singapore thông báo, từ đầu năm đến nay, nước này đã ghi nhận 13 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, tất cả các ca mắc này đều nhiễm chủng Clade 2 của virus gây bệnh, vốn được đánh giá ít nghiêm trọng hơn. Bộ Y tế Singapore cho biết, Singapore đang theo dõi chặt chẽ tình hình toàn cầu để chủ động phòng ngừa. Từ ngày 23 tháng 8, nước này đã tiến hành kiểm tra nhiệt độ của du khách đến sân bay Changi và Seletar từ những nơi có nguy cơ bùng phát bệnh động mùa khỉ. Trước đó, Thái Lan đã xác nhận trường hợp được biết đến là ca đầu tiên ở châu Á nhiễm biến thể Clade 1B của virus gây bệnh động mùa khỉ. Đây cũng là ca thứ hai nhiễm Clade 1 b được xác nhận bên ngoài châu Phi. Biến thể mới này gây quan ngại toàn cầu vì có khả năng lây lan nhanh chóng và có nguy cơ gây tử vong cao hơn. Ngày 22 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận, bờ biển Nga, quốc gia ở Tây Phi đã báo cáo các trường hợp nhiễm chủng Clade 2 của virus gây bệnh động mùa khỉ. Đây là lần đầu tiên nước này ghi nhận ca nhiễm Clade 2 kể từ khi bệnh động mùa khỉ bắt đầu bùng phát ở nhiều quốc gia vào năm 2022. Trong khi đó, tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Flick Tshisekedi đã cho phép giải ngân 10 triệu đô la Mỹ để đối phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ đang bùng phát nhanh tại nước này. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo thông báo, cho đến nay, quốc gia trung phi này đã ghi nhận 16.700 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ với hơn 570 ca tử vong. Trước tình hình bệnh đậu mùa khỉ ngày càng xuất hiện nhiều ở các quốc gia châu Á, Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc đã cấp phép để đưa ra thị trường bộ xét nghiệm acid nucleic virus đậu mùa khỉ do một công ty tại tỉnh Quảng Đông phát triển. Theo thông báo ngày 22 tháng 8, bộ xét nghiệm đậu mùa khỉ được phê duyệt do công ty Dangen phát triển. Bộ xét nghiệm đậu mùa khỉ này hoạt động dựa trên nguyên lý phát triển gen đậu mùa khỉ F3L trong các mẫu tổn thương da và, và các mẫu phết họng. Tờ China Daily cho biết, cơ quan chức năng sẽ tăng cường giám sát sau khi sản phẩm đưa ra thị trường để bảo vệ an toàn của người sử dụng. Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng tuyên bố rằng, trong 6 tháng tới, họ sẽ bắt đầu sàng lọc người và hàng hóa nhập cảnh vào nước này để phát hiện ca mắc bệnh động mùa khỉ. Những người đến từ các quốc gia đã xảy ra dịch bệnh, từng tiếp xúc với các trường hợp mắc bệnh động mùa khỉ hoặc có biểu hiện triệu chứng sẽ được yêu cầu khai báo thông tin với cơ quan hải quan khi nhập cảnh vào Trung Quốc. Tổng cục Hải quan Trung Quốc đồng thời lưu ý rằng, các phương tiện, container và mặt hàng từ các khu vực có ca mắc bệnh đậu mùa khỉ phải được khử trùng. Vào ngày 14 tháng 8, tổ chức y tế thế giới WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi. Đây là mức cảnh báo cao nhất của WHO. Bên cạnh đó, WHO còn kêu gọi tăng cường sản xuất vaccine để ngăn chặn virus đậu mùa khỉ nguy hiểm hơn lây lan. WHO cũng kêu gọi các quốc gia có kho dự trữ vaccine đậu mùa khỉ quyên góp cho các quốc gia đang có dịch bùng phát. Hai loại vaccine đậu mùa khỉ được sử dụng trong những năm gần đây là MVABN do hãng dược phẩm Bavarian Nordic của Đan Mạch sản xuất và LC16 của Nhật Bản. Đậu mùa khỉ là căn bệnh do virus gây ra, có thể lây lan giữa người và động vật nhiễm bệnh. Theo WHO, đậu mùa khỉ có thể lây lan qua tiếp xúc gần như chạm, hôn hoặc quan hệ tình dục, cũng như qua các đồ dùng như khăn trải giường, quần áo và kim tiêm. Các triệu chứng bao gồm sốt, phát ban, gây đau đầu, đau cơ và lưng, mệt mỏi và hạch bạch huyết sưng to. Trong nhiều thập niên, căn bệnh này chủ yếu được ghi nhận ở Trung và Tây Phi, nhưng nó cũng bắt đầu lây lan đến châu Âu và Bắc Mỹ vào năm 2022. Thưa quý vị, mới đây Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố bùng phát dịch đầu mùa khỉ tại châu Phi là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, mức độ báo động cao nhất theo luật y tế quốc tế. Quyết định này được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, Africa CDC, cũng đã ra thông báo khẩn cấp cho toàn châu lục vào ngày hôm trước. Biến thể mới và nguy hiểm hơn của virus đậu mùa khỉ được cho là clade IB đang lan rộng nhanh chóng tại Cộng hòa Dân chủ Congo và đã xâm nhập vào ít nhất 4 quốc gia khác trong khu vực châu Phi vốn chưa từng bị ảnh hưởng trước đây. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ sự lo ngại nguy cơ lây lan thêm ra quốc tế là rất đáng lo ngại chủ tịch ủy ban khẩn cấp về who ông dimir ogoina nhận định rằng hiện nay những gì chúng ta thấy tại châu phi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm chúng ta chưa có bức tranh toàn diện về sức ảnh hưởng mà đậu mùa khỉ đang gây ra đậu mùa khỉ là một bệnh do virus gây ra nó có liên quan đến bệnh đậu mùa đã được xóa sổ virus này có thể lây lan qua tiếp xúc gần như chạm hôn hoặc quan hệ nam nữ cũng như các vật liệu dễ bị nhiễm như ga giường, quần áo và kim tiêm. Các triệu chứng ban đầu của đậu mùa khỉ thường giống với cúm, bao gồm sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, đau đầu và suy nhược cơ bắp. Sau đó người bệnh sẽ xuất hiện phát ban đau hoặc ngứa với các nốt nổi trên da, tạo vẩy và lành lại sau vài tuần. Bệnh đầu mùa khỉ được đặc trưng bởi hai dòng di chuyển khác nhau là Clade 1 và Clade 2. Clade 2 là nguyên nhân gây ra bùng phát toàn cầu trước đó, được WHO tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên đợt bùng phát mới hiện nay là do Clade 1 gây ra, với các triệu chứng nghiêm trọng hơn nhiều, đặc biệt biến thể Clade 1B, một nhóm mới của Clade 1 đang là yếu tố chính thức đẩy sự lan truyền hiện tại. Tiến sĩ Daniel Bosch, cố vấn cấp cao về an ninh y tế toàn cầu tại FIND, một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu tập trung vào công bằng y tế, cho biết do nhiều yếu tố khác nhau, biến thể 1B đã xuất hiện như một biến thể mới, thích ứng với con người. Virus đầu mùa khỉ thường được chuyển từ động vật sang người như một đột biến thích ứng. Nó có thể lây lan từ người sang người và gây ra những đợt bùng phát lớn hơn. Một số đợt bùng phát của Clep 1 đã khiến cho tỷ lệ tử vong lên tới 10% trong số những người bị nhiễm mặc dù các đợt bùng phát gần đây có tỷ lệ tử vong thấp hơn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, tỷ lệ tử vong của Clade 2 chỉ dưới 0,2%. Những nhóm có nguy cơ cao hơn bao gồm trẻ sơ sinh, người có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng và phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn. Tuy nhiên, việc giám sát bệnh đầu mùa khỉ vẫn còn rất hạn chế và có rất nhiều điều cần phải tìm hiểu thêm. Trong nhiều thập kỷ, đậu mùa khỉ chủ yếu được phát hiện tại các khu vực Trung và Tây Phi, phần lớn là các trường hợp của clade 1 đến từ Trung Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi phần lớn các trường hợp của clade 2 được báo cáo từ Nigeria. Năm 2022, các ca bệnh bắt đầu lây sang châu Âu và Bắc Mỹ, gây ra lo ngại toàn cầu. Bùng nổ lây lan ở cấp độ quốc tế là lý do chính khiến WHO tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Nhưng hiện tại đậu mùa khỉ đang lan rộng đến nhiều quốc gia ở Châu Phi vốn chưa từng bị ảnh hưởng, trong khi phần lớn các ca bệnh vẫn tập trung ở Congo. Các ca bệnh cũng được báo cáo ít nhất tại 13 quốc gia khác trên lục địa này. So với cùng kỳ năm ngoái, cơ quan này cho biết các trường hợp tăng 160%, số ca tử vong tăng 19%. Theo ông Michael Mack, tại Viện vệ sinh và y học nhiệt đới London, hiện tại chưa có phương pháp điều trị cho bệnh đậu mùa khỉ, nhưng một số loại thuốc kháng virus đang được thử nghiệm. Tuy nhiên, vaccine có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh, do đó cần phải ưu tiên cung cấp đầy đủ vaccine cho những nhóm dân số có nguy cơ mắc bệnh cao nhất ở Cộng hòa Congo và các quốc gia lân cận. Ông Mark giải thích rằng nếu chúng ta có thể tiêm vaccine cho những người có nguy cơ, họ sẽ được bảo vệ trước virus và điều này sẽ giúp kiểm soát dịch bệnh. Vaccine để bảo vệ chống lại bệnh đầu mùa khỉ hiện có sẵn, nhưng vẫn chưa được phổ biến rộng rãi tại châu Phi. Ngày 16 tháng 8, Cục Y tế New South Wales, bang đông nhất của Australia, đã cảnh báo về sự gia tăng đột biến các ca bệnh đậu mùa khỉ và kêu gọi người dân cảnh giác với các triệu chứng của bệnh. Kể từ đầu tháng 6 đến nay, bang New South Wales đã ghi nhận 93 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong khi trước tháng 6, chỉ có một ca bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận tại bang có 8,4 triệu dân này trong năm 2024. Trong năm 2022 và 2023, bang xác nhận tổng cộng có 68 ca bệnh. Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe thuộc Cục Y tế New South Wales, Jeremy McHenry khuyến cáo bất kỳ ai có triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ, ngay cả những người đã tiêm phòng vaccine, đều nên đi khám bác sĩ. Người mắc bệnh đậu mùa khỉ có triệu chứng như sốt nhẹ, đau đầu, mệt mỏi hoặc sưng hạch bạch huyết và luet miệng hoặc đau trực tràng. Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây lan cho người khác cho đến khi các vết thương trên da lành hẳn. Cục Y tế bang New South Wales đang đặc biệt cảnh giác trước dịch bệnh này trong bối cảnh khu vực Trung Phi từ đầu năm cho đến nay đã có hơn 15.000 ca bệnh đậu mùa trong đó nhiều ca thuộc chủng virus 1B mới chưa được phát hiện ở Australia. Tại Pakistan, Sở Y tế tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ngày 16 tháng 8 cũng đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm virus MPOX. Các bệnh nhân được phát hiện nhiễm virus khi nhập cảnh từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và hiện đang được cách ly. Chưa rõ biến thể nào đã được phát hiện ở các bệnh nhân này. Kể từ khi đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện tại bắt đầu vào tháng 1 năm 2023, tại Cộng hòa Dân Chủ Congo đã có 27.000 ca bệnh và hơn 1.100 ca tử vong, chủ yếu là trẻ em. Theo Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kế hoạch ứng phó liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ hay còn gọi là Mpox, trước mắt cần 15 triệu đô la Mỹ và cơ quan này có kế hoạch kêu gọi tài trợ. Đến thời điểm này, WHO đã giải ngân 1,5 triệu đô la Mỹ tiền quỹ dự phòng và có kế hoạch giải ngân thêm trong những ngày tới. WHO cho biết đã có hơn 14.000 ca mắc và 524 ca tử vong ở châu Phi trong năm nay, vượt qua số liệu của năm 2023. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, CDC Số ca bệnh đã tăng đột biến và hiện được phát hiện ở ít nhất 13 quốc gia châu Phi, so với cùng kỳ năm trước, số ca bệnh đã tăng 160% và số ca tử vong tăng 19%. Đầu năm nay, các nhà khoa học đã báo cáo về sự xuất hiện của một chủng bệnh đậu mùa khỉ mới tại một thị trấn khai thác mỏ ở Congo, có thể khiến tới 10% người dân thiệt mạng và lây lan dễ dàng hơn, không giống như các đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trước đây, các tổn thương chủ yếu xuất hiện ở ngực, tay và chân. Dạng bệnh đậu mùa khỉ mới gây ra các triệu chứng nhẹ hơn và các tổn thương ở bộ phận sinh dục. Điều đó khiến việc phát hiện trở nên khó khăn hơn. Người bị bệnh có thể không biết mình đang nhiễm bệnh. WHO cho biết, chủng bệnh đậu mùa khỉ gần đây đã được phát hiện ở bốn quốc gia Đông Phi gồm Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda. Tất cả các đợt bùng phát tại bốn quốc gia này đều liên quan đến dịch bệnh ở Congo. Do đó, WHO có cơ sở để lo ngại dịch đậu mùa khỉ sẽ lây lan ra ngoài châu Phi. WHO tuyên bố, sự lây lan ngày càng tăng của bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, đồng thời cảnh báo rằng loại virus này có thể lan rộng trên toàn thế giới. Thông báo của Tổng giám đốc WHO được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp WHO. Giáo sư Daimi Okuna, Chủ tịch Ủy ban khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ của WHO cho biết, tất cả thành viên đều nhất trí tình trạng gia tăng các ca bệnh hiện nay là một sự bất thường với số ca bệnh kỷ lục ở Congo. Bệnh đậu mùa khỉ cùng họ với virus bệnh đậu mùa nhưng gây ra các triệu chứng nhẹ hơn như sốt, ớn lạnh và đau nhức cơ thể. Những người mắc các trường hợp nghiêm trọng hơn có thể phát triển các tổn thương trên mặt, tay, ngực và bộ phận sinh dục cho đến nay hơn 96% các ca mắc và tử vong đều ở một quốc gia duy nhất là Congo. Các nhà khoa học lo ngại sẽ xuất hiện một phiên bản mới của bệnh đậu mùa khỉ có thể dễ dàng lây truyền giữa người với người hơn. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.